Bạn theo dõi bản tin doanh nghiệp doanh nhân của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin chính trong chương trình hôm nay. Trong khó khăn, ngành dệt may vẫn bứt phá cả về đơn hàng và thị trường. Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa với công tác xúc tiến đầu tư năm 2023. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin kinh tế đáng chú ý. Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, dù sụt giảm về xuất khẩu, đối mặt với nhiều khó khăn trong năm nay, nhưng ngành dệt may Việt Nam đã bứt phá cả về thị trường và mặt hàng, với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 40,3 tỷ đô la Mỹ. Năm 2023 là giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử của xuất khẩu hàng dệt may, nhất là về thị trường và đơn hàng. Những yếu tố bất ổn kinh tế, chính trị kéo theo lạm phát làm sức mua trên toàn cầu giảm. Đặc biệt đối với hàng dệt may, do không phải nhóm hàng thiết yếu cho nên tỷ lệ sụt giảm rất cao, lượng hàng tồn kho lớn. Xuất khẩu toàn ngành dệt may cả năm đạt khoảng hơn 40 tỷ đô la Mỹ, giảm hơn 9% so với năm 2022. Trong bối cảnh khó khăn, con số kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may năm 2023 là sự bứt phá cho thấy nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Điểm nhấn nổi bật của ngành dệt may là sự đa dạng hóa về thị trường xuất khẩu, sản phẩm cũng như khách hàng. Hiện Việt Nam đang nằm trong top 3 quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới, trong đó Hoa Kỳ là thị trường chiếm tỷ trọng lớn nhất, tiếp đó là EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Năm 2024, ngành dệt may Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 44 tỷ đô la Mỹ. Để thực hiện mục tiêu, các doanh nghiệp trong ngành cần tiếp tục thực hiện đa dạng hóa thị trường, bạn hàng, mặt hàng, có chiến lược phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu về xanh hóa, đầu tư vào quản trị số. Cùng với đó, tập trung cho các giải pháp đầu tư về công nghệ tự động hóa ở một số dây chuyền sản xuất, giao hàng nhanh, mã hàng nhỏ và chất lượng cao. Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đã có sự cải thiện tích cực trở lại trong những tháng cuối năm, nhiều hoạt động xúc tiến xuất khẩu được đẩy mạnh, kinh tế toàn cầu tăng trưởng tích cực hơn, hàng tồn kho tại thị trường Mỹ có xu hướng giảm. Theo Bộ Công Thương, Mỹ là một trong những thị trường tiêu thụ đồ gỗ lớn nhất trên thế giới. Mỗi năm, Mỹ nhập khẩu sản phẩm gỗ có giá trị từ 24 đến 25 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam là quốc gia cung ứng sản phẩm gỗ lớn nhất vào thị trường Mỹ. Hiện tỷ lệ hàng tồn kho tại Mỹ trong dịp cuối năm giảm dần. Do vậy, đây là cơ hội để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ vào thị trường Mỹ trong những tháng đầu năm 2024. Tuy nhiên, để gia tăng xuất khẩu vào thị trường Mỹ, các doanh nghiệp gỗ cần chủ động tìm hiểu, cập nhật xu hướng mới của thị trường, các tiêu chuẩn và quy định mới chặt chẽ và nghiêm ngặt về các vấn đề liên quan tới bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, hướng đến chuỗi cung ứng sạch, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đồng thời chú trọng hơn về tìm hiểu tình hình tài chính của đối tác, lựa chọn khâu thanh toán an toàn để có thể duy trì đà tăng trưởng bền vững vào thị trường này trong thời gian tới. Thời gian qua, các doanh nghiệp Thanh Hóa đã đang nắm bắt và lựa chọn nhiều giải pháp công nghệ số phù hợp với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và mang lại hiệu quả vượt trội. Theo số liệu công bố của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, thì đến nay, tỷ trọng kinh tế số trên GDP của tỉnh Thanh Hóa đạt 8,28%. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, Sở Công Thương là đơn vị chủ trì đã tổ chức triển khai nền tảng số kết nối doanh nghiệp sản xuất với các chuyên gia công nghệ và các nhà cung cấp giải pháp chuyên nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, tăng cường liên kết kinh doanh theo mô hình hợp tác tiên tiến giữa các doanh nghiệp sản xuất với đối tác trong nước và nước ngoài để tạo ra các giá trị mới, chia sẻ mạng lưới dịch vụ và tài nguyên dữ liệu, thông tin. Ngoài các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, các cơ quan đơn vị đã thực hiện hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử với hơn 150 sản phẩm OCOP, hơn 11.000 sản phẩm đặc trưng của các huyện, cung cấp tem truy xuất nguồn gốc và hỗ trợ khoảng 850.000 tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán các dịch vụ thiết yếu. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn thách thức, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư trong cũng như ngoài nước. Qua đó, hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp hội viên tìm kiếm cơ hội hợp tác, kết nối thị trường, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngay trong những ngày đầu tháng 12 vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã có các hoạt động kết nối, xúc tiến đầu tư tại tỉnh Bình Định và các tỉnh miền Trung.
Qua gặp gỡ, trao đổi, các doanh nghiệp doanh nhân đã được thông tin giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh nổi bật và hấp dẫn của hai tỉnh Thanh Hóa, Bình Định, cũng như những cơ chế chính sách lĩnh vực, dự án hai tỉnh đang tập trung ưu tiên mời gọi, thu hút đầu tư. Các doanh nghiệp đều có chung nhận định thị trường Thanh Hóa, Bình Định và các tỉnh miền Trung còn rất nhiều dư địa để doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm khai thác, trở thành đối tác chiến lược tin cậy trong thời gian tới. Nhiều doanh nghiệp doanh nhân tỉnh Bình Định cũng bày tỏ sự quan tâm đến một số lĩnh vực tiềm năng và mong muốn nghiên cứu, tìm hiểu kỹ hơn và sớm được triển khai các hoạt động khảo sát, xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa. Qua hoạt động xúc tiến, các hội hiệp hội doanh nghiệp hai bên cũng đã ký quy chế phối hợp, hợp tác toàn diện nhằm hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Chúng tôi cũng rất là vui mừng khi nhận được cái thông tin là hội nghị xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Thanh Hóa và Bình Định thì chúng tôi là đã có sự chuẩn bị. Và sắp tới thì chúng tôi cũng là hy vọng là chúng tôi là sẽ tiếp cận được nhiều hơn, nhiều thông tin hơn về tỉnh Thanh Hóa để chúng tôi có cái thông tin cụ thể và thêm niềm tin để chúng tôi là tiếp tục là ra Thanh Hóa để triển khai cả cái dự án mà chúng tôi đã tìm hiểu trong năm 2023. Hiện nay thì các cái doanh nghiệp thì ở Bình Định thì rất là mạnh về các cái sản phẩm về gỗ, về sản phẩm sợi nhựa đan giả mây. Tuy nhiên là hiện nay là các cái doanh nghiệp chúng tôi đều muốn là có cái sự kết nối để tạo nên cái cộng đồng phát triển để giúp đỡ các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí là siêu nhỏ có cái cơ hội để tiếp cận những cái thị trường mới, tạo ra công ăn việc làm cho người lao động. Cũng góp phần vào cái sự phát triển chung của cái mối giao thương giữa Thanh Hóa, Bình Định và các tỉnh miền Trung. Năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do biến động kinh tế thế giới, các doanh nghiệp trong nước nói chung, doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa nói riêng đã nỗ lực vượt khó, duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Đáng chú ý, sự cạnh tranh và phát triển sôi động của nền kinh tế thị trường đặt ra nhu cầu giao thương kết nối, mở rộng quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp. Vì vậy, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa rất chú trọng xúc tiến đầu tư, hợp tác kinh doanh, kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ cho các doanh nghiệp hội viên. Xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hiệp hội trong năm qua. Ngoài tổ chức các đoàn thăm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp hội viên trong tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung xúc tiến đầu tư tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, miền Trung và các tỉnh phía Nam với sự tham gia của hàng trăm đơn vị. Qua đó, cùng nhau chia sẻ khó khăn, lợi thế, kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh liên kết hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, phát triển sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong cái sự kết nối thì các doanh nghiệp Thanh Hóa thì rất nhiều doanh nghiệp cũng tương đồng, tức là có thể áp dụng ngay cái công nghệ khoa học vào cái doanh nghiệp của mình. Và trong chuyến đi thì đã có nhiều doanh nghiệp đã kết nối với nhau để sớm đưa cái khoa học áp dụng vào doanh nghiệp của mình ngày một, tức là hiện thực hơn. Không chỉ chú trọng công tác xúc tiến đầu tư, kết nối giao thương trong nước, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tích cực tham gia các công tác của tỉnh trong các chương trình hoạt động ngoại giao, xúc tiến đầu tư tại nước ngoài. Từ đó, mở ra nhiều cơ hội mở rộng quan hệ ngoại giao, xúc tiến hợp tác đầu tư giữa các địa phương và doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hóa với một số tỉnh và doanh nghiệp nước ngoài. Nhiều biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác và hợp đồng liên kết đầu tư đã được ký kết trên một số lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh như cung cấp nguồn nhân lực, đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, dịch vụ logistics. Năm 2023, tôi đánh giá rất cao về tinh thần của các doanh nghiệp doanh nhân. Dù khó khăn nhưng không đứng lại một chỗ, dù khó khăn nhưng mà không chờ đợi, mà vẫn phải tìm kiếm cơ hội đầu tư, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Phải nói rằng là những cái kết quả mà đi xúc tiến đầu tư để mang lại cho chúng ta đã mở mang tầm nhìn cho doanh nghiệp, cũng đã nhiều doanh nghiệp đã giao kết với nhau, đã ký hợp tác với nhau, đi đến thuận hòa, đi đến đồng sức đồng lòng để sản xuất kinh doanh tốt và hỗ trợ lẫn nhau trong cái bước đường sản xuất kinh doanh. Các hoạt động kết nối, hợp tác, xúc tiến đầu tư của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa trong năm qua không chỉ diễn ra sôi động mà còn rất thiết thực và hiệu quả, giúp tăng cường mối quan hệ hợp tác phát triển giữa các doanh nghiệp, doanh nhân Thanh Hóa với các doanh nhân doanh nghiệp trong nước và ngoài nước. Từ đó, khai thác hiệu quả những thế mạnh sẵn có và tranh thủ tốt các cơ hội, các nguồn lực từ bên ngoài để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.
Bản tin Doanh nghiệp Doanh nhân xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.